Tỉnh thất Bồng Lai bất ngờ bị kiểm tra, khả năng toan cao. Trong những diễn biến mới nhất liên quan đến nơi trú ngụ của năm chú tiểu nổi danh sau hai mùa thi thách thức danh hài, địa chỉ mang tên tỉnh thất Bồng Lai đang được tiến hành kiểm tra hành chính. Sau một thời gian lắng xuống, vào hôm nay, cái tên tỉnh thất Bồng Lai lại bỗng gây nhiều chú ý cho dư luận, xuất phát từ việc các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hành chính địa điểm này vào chính ngày hôm nay, 21 tháng 5. Theo chia sẻ của ông Liêu Văn Bùng, người hiện đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa, Long An, cho biết huyện Đức Hòa đã cho thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để đến kiểm tra hành chính tại căn nhà bà Cao Thị Cúc, 60 tuổi, tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đây là nơi ông Lê Tùng Vân, 89 tuổi, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, về tạm trú từ hơn 6 năm trước và từ đó bắt đầu tổ chức các cơ sở thờ tự với tên gọi là tỉnh thất Bồng Lai. Trên mạng xã hội hôm nay cũng nhanh chóng lan truyền tin tức về lần kiểm tra hành chính này tại tỉnh thất Bồng Lai. Rạng sáng ngày 21 tháng 5, tài khoản Facebook của Nguyễn Xin, một người tích cực bóc phốt tỉnh thất Bồng Lai vài tháng qua, đã đăng tải vụ việc liên quan đến nhóm người tại tỉnh thất Bồng Lai. Cụ thể, Nguyễn Xin cho bài đăng tải bức ảnh của sư trụ trì của tỉnh thất Bồng Lai làm việc với cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, Nguyễn Xin đưa ra thông tin như sau. Sáng nay có hơn 100 người đến từ các sở ban ngành, công an tỉnh Long An, huyện và xã Hòa Khánh Tây bất ngờ ập vào thiền am. Lê Tùng Vân đã gục ngã khi được nghe đọc lại biên bản làm việc của tổ liên ngành đặc biệt. Tỉnh thất Bồng Lai từ sau năm 2018 đã thu hút đông đảo sự quan tâm của xã hội khi địa chỉ này có 5 em nhỏ đang sinh sống tham dự cuộc thi thách thức danh hài và thắng được giải lớn. Mọi chuyện về địa chỉ này trở nên phức tạp hơn, bắt đầu từ việc có một gia đình từ thành phố Hồ Chí Minh về căn hộ này để tìm con gái và có xô xát với những người đang tạm trú nơi đây. Hiện ở địa chỉ này vẫn còn khá đông người đang sinh sống. Nhóm người này tự xưng là người tu hành và gọi tên mới cho thầy là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Kể về năm ngoái đến nay, địa chỉ này vẫn tiếp tục thu hút nhiều người thường xuyên lui tới cúng bái, hỗ trợ từ thiện. Cũng trong khoảng thời gian đã qua, phía Giáo hội Phật giáo cùng một số tổ chức xã hội đã gửi văn bản đến Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa với đề nghị cần làm rõ hình thức thờ tự tại địa điểm này nhằm tránh việc ảnh hưởng đến hình ảnh chung của Phật giáo. Phó Chủ tịch Liêu Văn Bùng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, xuất phát từ các yêu cầu này, Ủy ban Nhân dân huyện đã thành lập đoàn liên ngành trước mắt để ghi nhận, kiểm tra về hành chính các nhân vật đang sinh sống tại đây. Các hình thức hoạt động thờ tự sinh hoạt tín ngưỡng nếu có thể thông tin rộng rãi chính xác đến dư luận.